Theo Southfront, với việc bị tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích hàng ngày của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine không thể kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình theo nhiều hướng khác nhau. Đêm ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công kết hợp khác vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào các trung tâm hậu cần và các điểm triển khai quân đội Ukraine ở các khu vực phía đông. Một loạt các đòn không kích của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở thị trấn Pavlograd và Novomoskovsk thuộc vùng Dnepropetrovsk. Đây đều là những nút thắt hậu cần quan trọng cung cấp vật tư quân sự cho các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donbass và Kharkiv. Lực lượng dự bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công ở vùng biên giới Sumy. Vào ban đêm, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các điểm triển khai quân sự của Ukraine, các kho hậu cần ở Avdiivka và ở thành phố Sumy. Một trong những cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy kho đầu máy xe lửa của nhà ga Pokrovsk tại Donetsk. Hậu quả là một số cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực, làm tăng thêm thiệt hại. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhà kho trên để sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Đây là một yếu tố quan trọng trong chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass. Thiệt hại đối với máy móc và đầu máy xe lửa chở hàng sẽ khiến việc vận chuyển và sửa chữa thiết bị quân sự trở nên khó khăn. Điều này kết hợp với các cuộc không kích khác được cho là sẽ làm gián đoạn khả năng tiếp tế quân sự của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng chiến lược về quốc phòng của Ukraine theo hướng này đang trở nên sâu sắc hơn. Các lực lượng Nga đang nhanh chóng bao vây thành trì chính của Ukraine là Selidovo. Các trận chiến đã lan đến vùng ngoại ô phía tây của Selidovo. Sau khi bao vây thành trì này từ phía nam, quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt gần Visnevoe. Quân đội Nga cũng đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Selidovo, tiến đến con đường cuối cùng của Ukraine kiểm soát ở phía tây bắc. Vài ngày trước, lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào Selidovo, tiến vào các quận phía đông và phía bắc. Các nhóm tấn công của Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông thành trì. Tuy nhiên, việc tuyến phòng thủ chính của Ukraine dựa trên các nơi ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng cũng làm phức tạp thêm quá trình tiến quân của lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Selidovo được nhận định là rất giống với trận chiến gần đây tại pháo đài Ugledar. Sau khi thành công phá vỡ phòng tuyến của lực lượng đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công trên đường phố ở phía đông, lực lượng Nga tiến hành bao vây Selidovo và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở phía tây. Xét đến chiến thắng nhanh chóng của Nga tại Ugledar, các đơn vị đồn trú của Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát Selidovo trong thời gian dài. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine chắc chắn sẽ lệnh cho quân đội phải bám trụ ở thành trì này càng lâu càng tốt, nhưng sau đó có thể sẽ cố gắng trốn thoát về phía Tây dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Theo báo VOV đưa tin, truyền thông Ukraine vào ngày 23 tháng 10 đưa tin Nga đang triển khai các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược chuyên vận hành vũ khí hạt nhân tới Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow phải đối mặt với tình trạng quân số suy giảm khi xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Cổng thông tin điện tử Militani của quân đội Ukraine cho rằng các binh sĩ này sẽ đóng vai trò như lực lượng bộ binh của Nga trong cuộc xung đột. Militani lưu ý những đơn vị mới của Nga được thành lập vào cuối mùa hè năm nay và được triển khai để chiến đấu. Các đơn vị này có thể không bao gồm các chuyên gia trực tiếp chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hạt nhân mà chủ yếu là nhân viên hỗ trợ. Việc Nga triển khai các thành viên của lực lượng tên lửa chiến lược tới Ukraine để tăng cường nỗ lực chiến đấu diễn ra trong bối cảnh Moscow đang chịu tổn thất nặng nề. Ông William Fear, nhà nghiên cứu về an ninh tại Tổ chức Tư vấn Hội đồng Địa chiến có trụ sở tại Anh bình luận trên tờ Newsweek, cả Nga và Ukraine đều đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về quân số. Ông William Fear lưu ý, ngoài tăng cường cung cấp đạn dược, việc thay thế các binh sĩ bị thương vong là khía cạnh quan trọng thứ hai đối với cả hai bên nếu họ muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao. Vladimir Grubnik, một sĩ quan trong lực lượng chiến đấu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, trước đó cho biết lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã hoạt động ở Kursk sau khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào vùng lãnh thổ này hồi đầu tháng 8 năm 2024. Cũng vào tháng 8, Newsweek đưa tin Nga đã triển khai một trung đoàn của lực lượng hàng không vũ trụ để bảo vệ khu vực Kursk trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự. Đơn vị này được thành lập trong khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, bao gồm nhân sự từ các công ty an ninh và hậu cần, kỹ sư, thợ máy, sĩ quan và quân nhân từ một cảng vũ trụ của Nga. Thông tin từ báo VOV cho biết, một quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến qua tuyến đường thủy quan trọng tại thành trì Chasiv Yar ở miền đông Ukraine đánh dấu một bước lùi đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị bao vây trong khu vực. Thị trấn Chasiv Yar, nơi có dân số trước xung đột khoảng 12.000 người, nằm trên một đỉnh đồi chiến lược. Việc chiếm được thị trấn này có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ của Nga nhằm thọc sâu hơn vào khu vực Donetsk. Ivan Pechichak, người phát ngôn của Lữ đoàn 24 của Ukraine cho biết Nga đã vượt qua kênh đào ở rìa phía đông của thị trấn, nhưng quân đội Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của họ. Theo ông Pechichak, tình hình vẫn căng thẳng trong vòng một tháng qua khi các lực lượng Nga cố gắng tiến công đều đặn mỗi ngày. Thật không may, Nga đã phá vỡ được tuyến phòng thủ của chúng tôi, nhưng không có thông tin nào cho thấy Kiev bị thất bại nghiêm trọng hoặc mất Chasiv Yar. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra. Quan chức này cho biết ban ngày trời nắng, nhưng ban đêm và buổi tối trời mưa, sương mù bao phủ dày đặc. Nga một lần nữa lợi dụng thời tiết thay đổi để vượt kênh đào. Hiện tại kênh đào đã bị chặn và chúng tôi đang nỗ lực khoanh vùng khu vực cần tấn công. Toàn bộ lực lượng của lữ đoàn đều tập trung vào việc tấn công vào các nơi mà lực lượng Nga bị mắc kẹt. Ông Pechichak nhấn mạnh rằng tình hình trong khu vực hoạt động của lữ đoàn cơ giới số 24 vẫn còn nhiều thách thức. Nga có quân số đông hơn đáng kể so với lực lượng Ukraine và đang tích cực cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ. Họ cũng đang tấn công Chasiv Yar bằng pháo binh, tên lửa và tiến hành các cuộc không kích, tuy nhiên Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ trong thị trấn. Trận chiến giành Chasiv Yar đang diễn ra trong gần một năm, theo nhà phân tích Julian Dobke của Bill. Sau những nỗ lực ban đầu không thành công, vào ngày 18 tháng 10, đội tiên phong Chechnya của Nga đã vượt qua kênh đào Siversky-Donetsk, Donbass và tiến dọc theo vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Chuyên gia Dobke lưu ý, sau 5 tháng giao tranh dữ dội, quân đội Nga đã xuyên thủng mặt trận Ukraine ở phía nam Chasiv Yar và kéo quốc kỳ tại một tòa nhà công nghiệp cách kênh đào 2,5 km. Chasiv Yar nằm cách Bakhmut, thị trấn mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía tây. Thành phố đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasiv Yar bị chia cắt bởi kênh đào Siversky-Donetsk-Donbass chảy qua, tạo ra một rào cản tự nhiên giữa tiểu khu Kanan và phần còn lại. Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk, cho biết đối phương dùng chiến thuật điều động các nhóm tấn công nhỏ và lực lượng bộ binh vượt qua kênh đào. Tuy nhiên, những cuộc điều động như vậy gây ra tổn thất đáng kể cho Nga. Các lực lượng Ukraine nhanh chóng đẩy lùi các đơn vị Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiếp tục các hoạt động tấn công ở vùng Kursk, đánh bại các đội hình quân Ukraine tại các khu định cư Darino, Zeleny Sliak, Nitny Klin, Novoivanovka, Olekhovo và Sverdlikovo. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Olekhovo và Pokrovsk, ngăn chặn ba cuộc phản công của quân Ukraine vào khu định cư Zeleny Sliak. Lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa thuộc quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt các nhóm quân và thiết bị của Ukraine ở vùng Kursk, cũng như lực lượng dự bị và khu vực tập trung của đối phương ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết một máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của quân đội nước này đã phá hủy một cứ điểm của Ukraine ở khu vực biên giới thuộc vùng Kursk bằng bom trên không. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, máy bay ném bom tiền tuyến siêu thanh đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ đã tấn công vào cứ điểm của Ukraine và quân nhân của họ tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Bộ Quốc phòng Nga chỉ định cuộc tấn công được thực hiện bằng bom trên không có mô đun điều chỉnh thống nhất nhằm vào các mục tiêu do thám. Trong ngày 23 tháng 10, Ukraine được cho là đã mất hơn 280 quân, 13 xe bọc thép, trong đó có 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 7 xe chiến đấu bọc thép, cùng 3 khẩu pháo, 6 xe cơ giới và 1 hệ thống tác chiến điện tử. Ngoài ra còn có 3 quân nhân Ukraine đã đầu hàng. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 989 xe chiến đấu bọc thép, 681 xe cơ giới, 224 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 55 trạm radar, 11 radar chống pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác, bao gồm 13 xe vượt chướng ngại vật và 1 xe rà phá mìn UR-77, cũng như 3 xe sửa chữa và phục hồi thiết giáp. Theo dữ liệu mới nhất, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát một nửa lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ ở khu vực Kursk. Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tích cực để giải phóng các khu vực trước đây bị đối phương kiểm soát. Lực lượng vũ trang Ukraine được cho đã chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị, buộc họ phải chấp nhận rút lui ở một số khu vực quan trọng. Tuy nhiên, giao tranh dữ dội vẫn đang nổ ra ở những khu vực mà quân đội Ukraine trước đó đã cố thủ và cố gắng giữ vững vị trí của mình. Theo Southfront, với việc bị tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích hàng ngày của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine không thể kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình theo nhiều hướng khác nhau. Đêm ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công kết hợp khác vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào các trung tâm hậu cần và các điểm triển khai quân đội Ukraine ở các khu vực phía đông. Một loạt các đòn không kích của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở thị trấn Pavlograd và Novomoskovsk thuộc vùng Dnepropetrovsk. Đây đều là những nút thắt hậu cần quan trọng cung cấp vật tư quân sự cho các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donbass và Kharkiv. Lực lượng dự bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công ở vùng biên giới Sumy. Vào ban đêm, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các điểm triển khai quân sự của Ukraine, các kho hậu cần ở Avdiivka và ở thành phố Sumy. Một trong những cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy kho đầu máy xe lửa của nhà ga Pokrovsk tại Donetsk. Hậu quả là một số cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực, làm tăng thêm thiệt hại. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhà kho trên để sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Đây là một yếu tố quan trọng trong chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass. Thiệt hại đối với máy móc và đầu máy xe lửa chở hàng sẽ khiến việc vận chuyển và sửa chữa thiết bị quân sự trở nên khó khăn. Điều này kết hợp với các cuộc không kích khác được cho là sẽ làm gián đoạn khả năng tiếp tế quân sự của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng chiến lược về quốc phòng của Ukraine theo hướng này đang trở nên sâu sắc hơn. Các lực lượng Nga đang nhanh chóng bao vây thành trì chính của Ukraine là Selidovo. Các trận chiến đã lan đến vùng ngoại ô phía tây của Selidovo. Sau khi bao vây thành trì này từ phía nam, quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt gần Visnevoe. Quân đội Nga cũng đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Selidovo, tiến đến con đường cuối cùng của Ukraine kiểm soát ở phía tây bắc. Vài ngày trước, lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào Selidovo, tiến vào các quận phía đông và phía bắc. Các nhóm tấn công của Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông thành trì. Tuy nhiên, việc tuyến phòng thủ chính của Ukraine dựa trên các nơi ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng cũng làm phức tạp thêm quá trình tiến quân của lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Selidovo được nhận định là rất giống với trận chiến gần đây tại pháo đài Ugledar. Sau khi thành công phá vỡ phòng tuyến của lực lượng đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công trên đường phố ở phía đông, lực lượng Nga tiến hành bao vây Selidovo và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở phía tây. Xét đến chiến thắng nhanh chóng của Nga tại Ugledar, các đơn vị đồn trú của Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát Selidovo trong thời gian dài. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine chắc chắn sẽ lệnh cho quân đội phải bám trụ ở thành trì này càng lâu càng tốt, nhưng sau đó có thể sẽ cố gắng trốn thoát về phía Tây dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Kênh T3 cho biết, Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở của AFU ở một số khu vực của Ukraine. Theo một số báo cáo, tại Sumy, một kho đạn dược hóa học đã bị tấn công và tại Donetsk, UAV Nga gây thiệt hại cho một căn cứ sửa chữa thiết bị hạng nhẹ của đối phương. Đến lượt mình, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu định cư của Nga với hai nhà máy sản xuất rượu ở Tula và một doanh nghiệp tương tự ở Tampov bị tập kích. Tất cả các đám cháy xảy ra sau đó đã được dập tắt. Theo hướng Liban, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chính thức kiểm soát Novosadove. Điều này cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tấn công về hướng Tenove. Về phía Pokrovsk, tình hình của AFU tại Selidovo đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày vì đối phương đang tiến lên từ nhiều hướng. Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã đẩy lùi AFU khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam Antonivka, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Katerinovka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 22 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận có 122 cuộc giao tranh đã diễn ra. Nga đã thực hiện 70 cuộc không kích và sử dụng 718 UAV. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã chặn đứng các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Vremovsky, Odekhov và Dnipro. Nga tiếp tục thực hiện những nỗ lực chính theo hướng Pokrovsk. Tại đây, trong vòng 24 giờ, họ đã tấn công các vị trí của chúng tôi 40 lần. Tại Kudakove, 35 đợt xung phong của đối phương đã được ghi nhận. Quân phòng thủ của chúng tôi đã chặn được 21 cuộc trong số đó. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở 14 địa điểm, báo cáo viết. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, khoảng nửa đêm ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng UAV vào Ukraine. Vào lúc 23 giờ 27 phút, máy bay không người lái đã xuất hiện ở Biển Đen theo hướng Nam. Từ 00 giờ 11 phút đến 2 giờ 49 phút ngày 23 tháng 10, các nhóm UAV tấn công của Nga được xác nhận đã di chuyển ở Nikolaev, Odessa, Vinnytsia, Sumy, Khmelnytsky, Poltava, Chernihiv, Kharkov, Mykolaiv, Ternopil và Cherkasy. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUSR, cho biết vào ngày 22 tháng 10, lực lượng Moscow đã chiếm ngôi làng Novosadovo ở khu vực Donetsk, nằm trên biên giới hành chính giữa Donetsk và Luhansk. Báo cáo viết, theo Wikipedia, tính đến năm 2018, Novosadove không có cư dân thường trú. Ngôi làng đã bị Nga chiếm giữ trong thời kỳ đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhưng đã được lực lượng Kiev giành lại vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Đối phương cũng tiến vào làng Krupliakovsky gần Kupiansk thuộc vùng Kharkov hướng về phía sông Oskol. Họ đã tiến gần Bogoyavlenka tại quận Volnovakha, Zorianoye và Selidovo trên hướng Pokrovsk và Novomichovka thuộc mặt trận Kramatorsk đều thuộc vùng Donetsk. Financial Times đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga chấm dứt các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng và tàu chở hàng của Ukraine có thể mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông cho hay, khi nói đến năng lượng và tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về những vấn đề này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Zelensky cũng nói thêm rằng nếu Moscow và Kiev đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, đây sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hạ nhiệt xung đột. Tổng thống Ukraine nói, chúng tôi đã thấy trong một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình rằng có thể đưa ra quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Liệu điều này có thể dẫn đến kết thúc giai đoạn nóng nhất của cuộc chiến hay không? Tôi nghĩ là có. Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 23 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh cùng 70 chiến binh Hezbollah ở miền nam Libanon chỉ trong vòng 48 giờ qua. Hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Israel cho hay, binh sĩ Israel vẫn đang tiếp tục tiến hành những đợt đột kích bất ngờ nhằm vào các cơ sở hạ tầng cùng các tay súng Hezbollah ở miền nam Libanon. Trong hơn một ngày qua, các lực lượng trên bộ và trên không của Israel đã tiêu diệt khoảng 70 chiến binh Hezbollah. Trước khi thực hiện các vụ tấn công, quân đội Israel đã mở rộng cảnh báo sơ tán tới một vài khu vực lân cận thành phố cảng Tide và yêu cầu người dân di chuyển ra ngoài thành phố, theo hướng Bắc. Trước đó một ngày, quân đội Israel đã lên tiếng xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Safieddine, nhân vật nằm trong nhóm được cân nhắc kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Israel vào tháng trước. Đây là lần thứ 3 Israel tuyên bố đã sát hại được ông Safieddine. 3 tuần trước, Israel lần đầu khẳng định ông Safieddine thiệt mạng trong một vụ không kích ở khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Đến đầu tháng 10, Israel lại ra thông báo rằng ông Safieddine có lẽ đã bị tiêu diệt. Hiện phía Hezbollah chưa có bất kỳ phản ứng nào liên quan đến tuyên bố mới nhất của Israel. Được biết, ông Safieddine là họ hàng của thủ lĩnh tối cao Nasrallah. Ông được bầu vào hội đồng Jihad phụ trách các chiến dịch quân sự của Hezbollah và được chỉ định giám sát tài chính và quản lý trong lực lượng. Trong một năm qua, kể từ khi giao tranh với Israel bùng phát, ông Safieddine còn đảm nhiệm vai trò phát ngôn của lực lượng Hezbollah, đồng thời tham gia vào các sự kiện mà thủ lĩnh tối cao Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Ngoài nhân vật trên, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt ông Khalil Mohammad Amhat, thành viên của đơn vị 127 của lực lượng Hezbollah, chịu trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel. Quân đội Israel cho biết ông Amhat bị hạ sát trong đợt không kích của Israel vào quận Hemen, phía bắc Libanon. Ông Amhat được quân đội Israel mô tả là kho kiến thức trung tâm của đơn vị 127. Theo thông tin từ báo Dân trí, quân đội Nga xuất kích máy bay ném bom tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk để gây tổn thất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy cứ điểm của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk. Cuộc tấn công được tiến hành bằng bom thả từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công cứ điểm và quân nhân Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy, kíp lái đã trở về sân bay an toàn. Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng xác nhận phá hủy xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái ở Kursk. Xe bọc thép chở quân Stryker hạng nhẹ được thiết kế để đưa bộ binh ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực cho các binh lính, hoàn thành các mục tiêu chiến đấu và hỗ trợ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Dardiino, Zelenislyak, Nizhniklin, Novoivanovka, Plekovo và Sverdlikovo. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Plekovo và Pokrovsk, ngăn chặn ba cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zelenislyak. Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công, hạ gục các nhóm quân nhân thiết bị của Ukraine tại Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung quân của Ukraine tại vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 13 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 1 chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép, cùng 3 khẩu pháo, 6 xe, 1 hệ thống tác chiến điện tử. Phía Nga tuyên bố một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 989 xe chiến đấu bọc thép, 681 phương tiện, 224 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Nhà phân tích quân sự Emin Kastehenmi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km2 tại Kursk. Hiện tại, chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km2, điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amhat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Theo Southfront, với việc bị tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích hàng ngày của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine không thể kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình theo nhiều hướng khác nhau. Đêm ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công kết hợp khác vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào các trung tâm hậu cần và các điểm triển khai quân đội Ukraine ở các khu vực phía đông. Một loạt các đòn không kích của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở thị trấn Pavlograd và Novomoskovsk thuộc vùng Dnepropetrovsk. Đây đều là những nút thắt hậu cần quan trọng cung cấp vật tư quân sự cho các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donbass và Kharkiv. Lực lượng dự bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công ở vùng biên giới Sumy. Vào ban đêm, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các điểm triển khai quân sự của Ukraine, các kho hậu cần ở Avdiivka và ở thành phố Sumy. Một trong những cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy kho đầu máy xe lửa của nhà ga Pokrovsk tại Donetsk. Hậu quả là một số cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực, làm tăng thêm thiệt hại. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhà kho trên để sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Đây là một yếu tố quan trọng trong chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass. Thiệt hại đối với máy móc và đầu máy xe lửa chở hàng sẽ khiến việc vận chuyển và sửa chữa thiết bị quân sự trở nên khó khăn. Điều này kết hợp với các cuộc không kích khác được cho là sẽ làm gián đoạn khả năng tiếp tế quân sự của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng chiến lược về quốc phòng của Ukraine theo hướng này đang trở nên sâu sắc hơn. Các lực lượng Nga đang nhanh chóng bao vây thành trì chính của Ukraine là Selidovo. Các trận chiến đã lan đến vùng ngoại ô phía tây của Selidovo. Sau khi bao vây thành trì này từ phía nam, quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt gần Visnevoe. Quân đội Nga cũng đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Selidovo, tiến đến con đường cuối cùng của Ukraine kiểm soát ở phía tây bắc. Vài ngày trước, lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào Selidovo, tiến vào các quận phía đông và phía bắc. Các nhóm tấn công của Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông thành trì. Tuy nhiên, việc tuyến phòng thủ chính của Ukraine dựa trên các nơi ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng cũng làm phức tạp thêm quá trình tiến quân của lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Selidovo được nhận định là rất giống với trận chiến gần đây tại pháo đài Ugledar. Sau khi thành công phá vỡ phòng tuyến của lực lượng đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công trên đường phố ở phía đông, lực lượng Nga tiến hành bao vây Selidovo và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở phía tây. Xét đến chiến thắng nhanh chóng của Nga tại Ugledar, các đơn vị đồn trú của Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát Selidovo trong thời gian dài. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine chắc chắn sẽ lệnh cho quân đội phải bám trụ ở thành trì này càng lâu càng tốt, nhưng sau đó có thể sẽ cố gắng trốn thoát về phía Tây dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Thông tin từ báo VOV cho biết, quân đội Nga đang tấn công như vũ bão vào 4 thị trấn ở phía đông Ukraine, giữa bối cảnh Moscow cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Reuters dẫn các blogger ủng hộ Nga cho hay. Các lực lượng của Nga đang giao tranh với quân đội Ukraine ở các thị trấn ở phía đông gồm Selidove, Henik, Kurakove và Torres. Yuri Podolnyaka, một blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết các lực lượng của Moscow đang tấn công Henik từ một số hướng và giao tranh ở trung tâm thị trấn. Podolnyaka cũng tiết lộ giao tranh đang diễn ra ở các khu vực ngoại ô Kurakove và Selidove. Podolnyaka cho hay diễn biến tại khu vực này trên tiền tuyến đang diễn ra nhanh chóng. Các lực lượng của Nga đã tiến công trong tháng 9 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Theo dữ liệu nguồn mở, bất chấp việc Ukraine tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào Kursk và chiếm một số vùng lãnh thổ tại đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đã cố gắng tấn công vào nhiều địa điểm dọc tiền tuyến, nhưng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công này. Bộ này cho hay, theo hướng Pokrovsk, các lực lượng của Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi các vị trí ở Miroliubivka, Promin, Lisivka và Selidove. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi 56 cuộc tấn công. Trọng tâm lớn nhất trong các cuộc tấn công của đối phương là gần Selidove. Theo hướng Kurakove, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 47 cuộc tấn công gần Hinik, Novotmichivka, Hoche, Katerinivka và Antonivka, những nơi mà đối phương cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi. Theo báo VTC News đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF cho biết máy bay chiến đấu của nước này oanh tạc một số địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah tại Beirut. Các cơ sở của Hezbollah được bố trí trong tòa nhà dân sự ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, được gọi là Dahye, vừa bị tấn công. Trước khi cuộc không kích diễn ra, IDF cũng ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân sống gần những tòa nhà này. Hôm 21 tháng 10, Israel cũng thực hiện vụ tấn công khác nhằm vào thủ đô Syria và tuyên bố hạ sát chỉ huy tài chính của Hezbollah. Theo Reuters, có ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Syria thông báo sự tử vong của 2 người trong cùng một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một chiếc ô tô ở Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo một cuộc không kích nhằm vào người đàn ông không phải là người Syria đang lái xe ở khu vực diễn ra lễ tưởng niệm thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel hạ sát vào tuần trước tại Gaza. Quân đội Israel nhận trách nhiệm, nói rằng cuộc tấn công nhằm tiêu diệt người đứng đầu đơn vị tài chính của Hezbollah. Thông tin từ báo Vietnamnet, quân đội Nga cho biết pháo binh nước này với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV đã phá hủy một kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Chasiv Yar. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của lữ đoàn VOV thuộc cụm quân phía Nam Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nói rằng các UAV trong biên chế đơn vị này thông qua việc theo dõi hướng di chuyển của khí tài Ukraine đã phát hiện nơi đối phương đặt kho đạn gần Chasiv Yar. Thông cáo viết, UAV phát hiện nơi đối phương trú ẩn tại một cánh rừng thuộc phía bắc thành phố Chasiv Yar. Sau đó, quyết định tấn công được đưa ra. Các đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn CVV đã nã đạn vào vị trí trên và lửa bắt đầu bốc lên. Chỉ vài phút sau, hàng loạt vụ nổ xảy ra. Đoạn video được TASS đăng tải sau đó cho thấy UAV trinh sát Nga đã theo dõi một chiếc xe tải của quân Ukraine di chuyển và trú ẩn tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Sau đòn pháo kích của quân Nga vào nơi chiếc xe tải trú ẩn, một loạt vụ nổ thứ cấp đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 10 cho biết lực lượng hàng không không quân của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái USV do Ukraine thực hiện ở Biển Đen nhằm vào bán đảo Crimea. Hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không không quân thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 USV của Ukraine đang trong hành trình tiến tới bán đảo Crimea. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến gia tăng. Quân đội Nga RFAF dường như đang dồn sức tấn công tổng lực nhằm giành được thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Sau khi Ugledar thất thủ, cuộc tấn công tiếp theo đang được thực hiện, Moscow tiến hành theo hướng Nam Donetsk. Ở phía đông Kudakove, RFAF chỉ còn cách thị trấn khoảng 1,5 km sau các cuộc tấn công gần nhất. Gần đó, lực lượng Kiev ở Kiev và Selidovo đang bị tập kích dữ dội. Theo một nguồn tin Ukraine, đối phương hiện kiểm soát 60% thị trấn Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo hướng sông Oskin ở Kupiansk, ngôi làng Novosadov đã được kiểm soát hoàn toàn. Ở Kursk, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy một cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng Selionetsk. Tại Selidovo, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công từ mọi hướng. Tình hình hậu cần khó khăn có thể khiến quân đội Ukraine AFU phải rút khỏi thị trấn. Hiện đối phương đang đe dọa 2 tuyến đường còn lại vào thị trấn. Kênh Dirovka nêu chi tiết tình hình nguy ngập của AFU trong khu vực Selidovo. Cụ thể, bằng các hành động bên sườn, Nga đã thực sự tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Kiev đồn trú và không cho phép đối phương tăng viện hoặc thay quân. Ukraine chỉ còn lại một dải đất hẹp dài 2,5 km, gồm đồng ruộng và đồn điền, vẫn có thể vận chuyển hàng hóa qua đó. Tuy nhiên, việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đơn vị tại Selidovo đơn giản là không thực tế, và FPV của Nga sẽ giám sát và khống chế hành lang này. Theo kênh Avivoenkori, trong ngày thứ 3 của cuộc tấn công vào Selidovo, một trong những thành trì trọng điểm của cụm phòng thủ Pokrovsk, RFAF đã đến ngã ba đường cao tốc E50. Họ tiếp tục phát triển để sau đó ngăn chặn đối phương. Tuyến đường thực sự là cơ hội cuối cùng của AFU để thoát khỏi vòng vây. Bản thân con đường nằm trong sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của Nga. Ngay cả khi lực lượng Kiev cố gắng phá vây thì những cơn mưa hỏa lực dữ dội sẽ chờ đợi họ ở lối ra. Tại trung tâm thành phố, RFAF phát triển từ 3 hướng. Ở phía Bắc, họ tấn công tại khu công nghiệp, còn ở phía Đông, mũi xung kích đang chiếm lĩnh các tòa nhà cao tầng. Cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh Valery Zaluzny trên mạng xã hội cho biết nhóm phi công thứ 3 của không quân Ukraine đã hoàn thành khóa đào tạo tại Anh. Ông Zaluzny nói, một lần nữa tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Anh vì đã tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Nhờ có Vương quốc Anh, chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn tất cả các thành viên đã đào tạo phi công của chúng tôi. Tôi hy vọng họ đã chuẩn bị tốt và các giảng viên không thất vọng. Đại sứ nói thêm rằng, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết quân đội Nga đã bắn 260 quả pháo và thả 68 quả bom trên không ở tỉnh Kursk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 22 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích vào tỉnh Kursk, thả 68 quả bom trên không và bắn 260 quả pháo. Theo cơ quan này, tình hình ở mặt trận rất khó khăn. Nga đã tận dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, liên tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một diễn biến mới, không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng gần 60 máy bay không người lái từ Kursk, Yeisk và Primorsko Atas vào Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết 42 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ tại Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson và Kharkiv. Ngoài ra, 10 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, một chiếc hướng về Belarus, 3 chiếc trở về lãnh thổ Nga và một chiếc vẫn ở trong không phận Ukraine. Theo VTV Online đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel gần bệnh viện Rafik Hariri ở phía nam của thủ đô Beirut, Liban hôm 21 tháng 10. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Theo Bộ Y tế Liban, đây là cơ sở y tế công cộng lớn nhất của nước này, nằm cách trung tâm thành phố Beirut vài km. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 m khỏi một số địa điểm nhất định tại Dahye, bao gồm cả bến tàu ở Uzaye, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Uzaye bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Chỉ 2 giờ trước đó, quân đội Israel thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Haret Harika ở Dahye. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban vào đầu tháng 10 này. Đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban kể từ ngày 1 tháng 10, có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố, cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, trong 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahye phía nam thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 21 tháng 10. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng ở nước này. Hơn 1 triệu người dân đã phải sơ tán, với hàng nghìn người vượt biên giới sang nước láng giềng Syria. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Israel đã xác nhận Hassan Safieddine đã bị tiêu diệt, nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực Nam Beirut của Liban. Theo phía Israel, Safieddine bị sát hại trong một cuộc tấn công 3 tuần trước tại khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên Israel chính thức xác nhận hạ sát nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Trước đó, Israel chỉ tuyên bố rằng Safieddine có thể đã bị tiêu diệt. Hãng tin Reuters cho biết Safieddine, một người họ hàng của Nasrallah, là thành viên của Hội đồng Thánh chiến, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Hezbollah. Safieddine cũng tham gia vào Hội đồng điều hành, quản lý các vấn đề tài chính và hành chính của tổ chức. Trong năm qua, nhân vật này đóng vai trò nổi bật, đại diện cho Hezbollah trong các sự kiện mà thủ lĩnh Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Sự xác nhận của Israel về việc hạ sát Safieddine diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang gây áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm tận dụng việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để giải phóng các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và kết thúc chiến tranh ở Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Safieddine vào danh sách khủng bố vào năm 2017, và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa leo thang xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị hạ sát. Kênh T3 cho biết, sau khi chiếm Ugledar, EDF-AF tiến tới Bogoyavlenka. Ở sườn phía Bắc, họ tiến đến trung tâm Katerinovka, đánh bật đối phương từ phía đông ngôi làng. Trận chiến giành Katerinovka bắt đầu vào đầu tháng 10, khi các nhóm xung kích Nga giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông nam ngôi làng, trong khu vực Zoya Kosmodemyanskaya. Đến ngày 18 tháng 10, lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát trong làng, đánh bật đối phương khỏi các vị trí trên đường Shevchenko, Mira và Sadovaya. Đến ngày 21 tháng 10, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông khu định cư. Giao tranh đang diễn ra tại khu vực trường học, nơi được lực lượng Kiev sử dụng làm thành trì. Ở phía nam ngôi làng, RFAF đã thiết lập quyền kiểm soát tàn tích của một khu liên hợp nông nghiệp, nơi một đơn vị khác của Ukraine đóng quân. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tấn công vào các vị trí đối phương đã được xác định ở làng Antonovka liền kề. Việc kiểm soát Katerinovka sẽ tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào ngôi làng này, cần thiết để vượt qua trung tâm phòng thủ lớn của AFU ở phía Tây Bắc, bao trùm vùng ngoại ô phía đông Ilyinka. Phía Bắc Ugleda, lực lượng Moscow đang xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương trên đường tiếp cận Bogoyavlenka. Máy bay Nga cung cấp hỗ trợ cho các đơn vị tiến công, đột phá các điểm triển khai tạm thời và cơ sở hạ tầng ở hậu phương của AFU. Lính xung kích Nga đã đạt được thành công lớn nhất trong khu vực khe núi Irianaya. Kể từ ngày 13 tháng 10, tại khu vực này, lực lượng Moscow đã dọn sạch trục cung cấp khí của mỏ Yudno-Donbaskaya số 3, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát trên thành trì của đối phương ở xung quanh. Về phía Tây, RFAF tiến dọc theo vành đai rừng phía đông bắc khe núi Berestovaya san bằng chiến tuyến ở phía nam Bogoyavlenka. Ở vùng lân cận Zolotaya Neva, lực lượng Moscow đã đánh bật các đơn vị đối phương khỏi các vị trí trong khu vực đường cao tốc S-050441. Việc kiểm soát khu vực này cho phép tổ chức kết nối trực tiếp với Novodonetsk lân cận và đơn giản hóa việc cung cấp cho các đơn vị RFAF. UAV và pháo binh Nga cũng tấn công các mục tiêu ở khu vực hậu phương của lực lượng Kiev, đánh vào những nơi tập trung quân nhân và xe bọc thép. Do đó, ở phía nam Chudovoi, máy bay không người lái FPV và đạn pháo có điều khiển Krasnopol đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Ukraine. Theo báo Dân trí, trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk, hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Siliak và Nikolayevo Darino. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zeleny Siliak, Nizhny Klin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Svelikovo và Cherkaskaya Konopenka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử Nota của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 22 tháng 10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói dân thường bị giam giữ tại sút già và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh là Kresh nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới. Binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc Nga và Ukraine đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hạ nhiệt xung đột. Trả lời phóng viên, ông Zelensky cho biết khi nói đến năng lượng và quyền tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về điểm này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã thấy trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên rằng có thể có một quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Liệu việc này có thể giúp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột không? Tôi nghĩ là có. Ukraine đã chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện đã làm giảm gần một nửa sản lượng điện của nước này. Hiện Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu năng lượng từ các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky nói rằng ông mong đợi phản ứng tích cực hơn từ cuộc bầu cử Mỹ, không phải vì sẽ có một tổng thống mới, mà vì hiện tại trọng tâm của Mỹ là các cuộc bầu cử và tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến bất kỳ tuyên bố gay gắt nào trở nên thách thức. Họ không muốn có thêm rủi ro. nhà lãnh đạo Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận cho cuộc xung đột, vì ông Donald Trump, người tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ngay trong ngày đầu tiên, có thể trở lại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Tổng thống Zelensky phủ nhận việc từng thảo luận với các nước phương Tây về thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình. Theo đó, Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để đổi lấy việc từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện do Nga nắm giữ. Ông nói, rõ ràng là một số đối tác có thể nghĩ đến điều đó, nhưng họ không truyền đạt trực tiếp điều này thông qua tôi, mà thông qua phương tiện truyền thông. Trong mọi cuộc thảo luận, chúng tôi đều nêu vấn đề đảm bảo an ninh, bao gồm cả gia nhập NATO. Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow từ chối tham gia hội nghị. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến gia tăng. Quân đội Nga RFAF dường như đang dồn sức tấn công tổng lực nhằm giành được thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Sau khi Ugledar thất thủ, cuộc tấn công tiếp theo đang được thực hiện, Moscow tiến hành theo hướng Nam Donetsk. Ở phía đông Kudakove, RFAF chỉ còn cách thị trấn khoảng 1,5 km sau các cuộc tấn công gần nhất. Gần đó, lực lượng Kiev ở Kinnik và Selidovo đang bị tập kích dữ dội. Theo một nguồn tin Ukraine, đối phương hiện kiểm soát 60% thị trấn Kinnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo hướng sông Oskin ở Kupiansk, ngôi làng Novosadov đã được kiểm soát hoàn toàn. Ở Kursk, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy một cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng Selionetsk. Tại Selidove, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công từ mọi hướng. Tình hình hậu cần khó khăn có thể khiến quân đội Ukraine AFU phải rút khỏi thị trấn. Hiện đối phương đang đe dọa hai tuyến đường còn lại vào thị trấn. Kênh Dirovka nêu chi tiết tình hình nguy ngập của AFU trong khu vực Selidovo. Cụ thể, bằng các hành động bên sườn, Nga đã thực sự tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Kiev đồn trú và không cho phép đối phương tăng viện hoặc thay quân. Ukraine chỉ còn lại một dải đất hẹp dài 2,5 km, gồm đồng ruộng và đồn điền, vẫn có thể vận chuyển hàng hóa qua đó. Tuy nhiên, việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đơn vị tại Selidove đơn giản là không thực tế, và FPV của Nga sẽ giám sát và khống chế hành lang này. Theo kênh Avivoenkori, trong ngày thứ ba của cuộc tấn công vào Selidove, một trong những thành trì trọng điểm của cụm phòng thủ Pokrovsk, RFAF đã đến ngã ba đường cao tốc E50. Họ tiếp tục phát triển để sau đó ngăn chặn đối phương. Tuyến đường thực sự là cơ hội cuối cùng của AFU để thoát khỏi vòng vây. Bản thân con đường nằm trong sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của Nga. Ngay cả khi lực lượng Kiev cố gắng phá vây thì những cơn mưa hỏa lực dữ dội sẽ chờ đợi họ ở lối ra. Tại trung tâm thành phố, RFAF phát triển từ ba hướng. Ở phía Bắc, họ tấn công tại khu công nghiệp, còn ở phía Đông, mũi xung kích đang chiếm lĩnh các tòa nhà cao tầng. Thông tin từ báo Vietnamnet, quân đội Nga cho biết pháo binh nước này với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV đã phá hủy một kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Chasiv Yar. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Lữ đoàn Sivervy thuộc cụm quân phía Nam Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nói rằng các UAV trong biên chế đơn vị này thông qua việc theo dõi hướng di chuyển của khí tài Ukraine đã phát hiện nơi đối phương đặt kho đạn gần Chasiv Yar. Thông cáo viết, UAV phát hiện nơi đối phương trú ẩn tại một cánh rừng thuộc phía bắc thành phố Chasiv Yar. Sau đó, quyết định tấn công được đưa ra. Các đơn vị pháo binh thuộc Lữ đoàn Sivervy đã nã đạn vào vị trí trên và lửa bắt đầu bốc lên. Chỉ vài phút sau, hàng loạt vụ nổ xảy ra. Đoạn video được TASS đăng tải sau đó cho thấy UAV trinh sát Nga đã theo dõi một chiếc xe tải của quân Ukraine di chuyển và trú ẩn tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Sau đòn pháo kích của quân Nga vào nơi chiếc xe tải trú ẩn, một loạt vụ nổ thứ cấp đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 10 cho biết lực lượng hàng không không quân của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái USV do Ukraine thực hiện ở Biển Đen nhằm vào bán đảo Crimea. Hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không không quân thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 USV của Ukraine đang trong hành trình tiến tới bán đảo Crimea. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết Ukraine vừa công bố đoạn video phá hủy hệ thống tác chiến điện tử của Nga bằng đạn GMLRS được phóng từ hệ thống HIMARS. Defense Express đưa tin quân đội Nga tiếp tục triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử EVK. Ngày 22 tháng 10, khi tiến hành các hoạt động trinh sát theo hướng Torres, Donetsk, Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 45 của lực lượng vũ trang Ukraine xác định được vị trí hệ thống tác chiến điện tử R-934B Sinitsa do quân đội Nga triển khai. Máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã ngay lập tức cập nhật tọa độ mục tiêu, điều chỉnh hỏa hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS trước khi thực hiện cuộc tấn công hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Hệ thống R-934B Sinitsa được kỹ sư Nga thiết kế để gây nhiễu sóng liên lạc vô tuyến VHF, hệ thống dẫn đường hàng không chiến thuật, cũng như các đường dây liên lạc vô tuyến cố định và di động trên mặt đất. Hệ thống có bán kính hoạt động lên đến 250 km và có thể triển khai chỉ trong 30 phút. Trong khi đó, GMLRS là một loại tên lửa đất đối đất được thiết kế để tấn công, vô hiệu hóa, chế áp và tiêu diệt các mục tiêu. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, đạn GMLRS được thiết kế để triển khai nhanh, mang lại đòn tấn công chính xác. GMLRS sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp với dẫn đường quán tính, nhờ đó tên lửa có thể bắn trục mục tiêu ở khoảng cách 80-150 km. Dòng đạn GMLRS hiện tại bao gồm 3 biến thể dã chiến. Đạn thông thường cải tiến mục đích kép, gọi tắt là DPICM, đầu đạn thay thế AV kép cho các mục tiêu trong khu vực, và biến thể đầu đạn đơn được trang bị một loại thuốc nổ cao cấp. Bệ phóng chính cho các loại tên lửa này là hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và M142 HIMARS. Kênh T3 đưa tin, trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công của AFU vào con đường xanh, phá hủy một số thiết bị và hơn 10 binh sĩ đối phương. Ở quận Suza, kẻ thù đã thực hiện những nỗ lực không thành công để tiến vào khu vực Malaya, Lognia và Suza. Tại quận Gluskovo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Noviput, nơi AFU đã tổ chức phòng thủ dựa trên tuyến đường sắt. Thông tin xuất hiện cách đây một thời gian về việc ngôi làng thất thủ vẫn chưa được chính thức xác nhận. Ở quận Kodenevo, giao tranh cường độ cao trên tuyến Kremianoye, Novoivanovka, Nizhny Klin, các đội hình Kiev đã tấn công ở khu vực con đường xanh. Cùng lúc đó, tình hình ở các khu vực Tolstoyluk và Lyubimovka vẫn chìm trong sương mù chiến tranh. Một đoàn xe bọc thép AFU đã bị UAV Nga vây đánh, tiêu diệt ít nhất một xe tăng trong trận chiến, trong khi nhóm đổ bộ đường không Ukraine ở phía nam Greenpad đã bị pháo binh Nga loại bỏ. Tại quận Suza, AFU cũng đã cố gắng chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất trước đó, sử dụng các nhóm xung kích không có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 810 Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương ở khu vực Malaya Lognia và lính thủy đánh bộ từ Lữ đoàn Thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 155 đã ngăn chặn các nỗ lực tiến về phía đông bắc Suza của AFU. Trong ngày qua, các hệ thống phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái và 4 tên lửa của Ukraine trên bầu trời khu vực Kursk, không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, quân đội Nga đã bắn 260 quả pháo và thả 68 quả bom trên không ở tỉnh Kursk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 22 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích vào tỉnh Kursk, thả 68 quả bom trên không và bắn 260 quả pháo. Theo cơ quan này, tình hình ở mặt trận rất khó khăn. Nga đã tận dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, liên tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một diễn biến mới, Không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng gần 60 máy bay không người lái từ Kursk, Yeisk và Primorsko Atas vào Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết 42 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ tại Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson và Kharkiv. Ngoài ra, 10 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, một chiếc hướng về Belarus, 3 chiếc trở về lãnh thổ Nga và một chiếc vẫn ở trong không phận Ukraine. Theo tạp chí Foreign Affairs, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng một chiến lược hiệu quả để tiến vào Ukraine, xóa sổ các khu vực phòng tuyến kiên cố quan trọng của Ukraine, nơi tổn thất về nhân lực của đối phương đang gia tăng nhanh chóng. Ông Jack Watling, nghiên cứu viên cao cấp về chiến tranh trên bộ tại Viện Royal United Service, gọi tắt là RUSI, có trụ sở tại London nhận định, trong suốt mùa hè, Nga đã tạo ra được một số lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine, cho phép họ tiến chậm nhưng đều đặn qua các tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông Watling lý giải rằng thông qua cách khai thác những thách thức về nhân lực của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, Nga đã dần đạt được những thành quả đáng kể trong vài tháng qua. Ông lưu ý vào nửa đầu tháng 10, lực lượng Nga đã thành công giành quyền kiểm soát Ugledar và đột nhập vào khu vực Donetsk. Cùng với việc kiểm soát các thị trấn quan trọng xung quanh thành trì Pokrovsk của Ukraine, những thành quả này cho thấy Nga đang thiết lập một chiến thuật hiệu quả để làm suy yếu khả năng giữ vững các vị trí của Ukraine. Theo nhà phân tích người Anh, lực lượng Ukraine đã bị kéo căng một cách nguy hiểm. Hiện tại họ phải triển khai quân trải dài trên một tiền tuyến dài hơn 965 km, trong khi việc tuyển dụng và huấn luyện tân binh hiện không thể bù đắp được số thương vong ở các đơn vị tiền tuyến. Ông Watling nói thêm, hơn nữa, nguồn cung cấp pháo binh, đạn dược, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đang cạn kiệt. Càng thiếu những loại thiết bị và vũ khí quan trọng này, họ càng phải phụ thuộc vào bộ binh để giữ vững mặt trận, dẫn đến sự gia tăng về thương vong. Theo ông, vấn đề là Ukraine hiện phải đối mặt với tình hình chiến trường đang xấu đi và sự trì trệ trong các nỗ lực ngoại giao giữa các đối tác trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nơi các ứng cử viên có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với cuộc xung đột. Trong khi đó, Reuters dẫn các dữ liệu nguồn mở cho biết lực lượng Nga trong tháng 9 đã tiến quân với tốc độ nhanh chưa từng có kể từ tháng 3 năm 2022, bất chấp việc Ukraine phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới và giành quyền kiểm soát một số khu định cư thuộc vùng Kursk của Nga. Trọng tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trong những tháng gần đây là khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, nơi mà chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Trong những tuần gần đây, Nga đã bao vây các thị trấn ở vùng Donetsk và sau đó từ từ siết chặt vòng vây cho đến khi các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger quân sự, Nga cũng đang sử dụng chiến thuật tương tự với thành phố Selidovo ở Donetsk. Blogger quân sự nổi tiếng người Ukraine Yuri Podolyak cho biết các cuộc giao tranh trên từng con phố đang diễn ra trong thành phố. Cuộc tấn công vào Selidovo đã gia tăng. Các blogger ủng hộ Nga khác cũng công bố video về cuộc pháo kích dữ dội vào Selidovo. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tình hình ở Selidovo. Mặt khác, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo vào cuối ngày 20 tháng 10 cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của Nga xung quanh một số thị trấn và làng mạc, bao gồm cả Selidovo. Báo cáo cho biết 4 trận giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực. Theo báo Dân trí, trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Siliak và Nikolayevo Dahyeino. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zeleny Siliak, Nizhny Klin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Sverdlikovo và Cherkaskaya Konopenka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử Nota của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 22 tháng 10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói dân thường bị giam giữ tại sút già và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh là Kresh nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới. Binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo Dân trí cho biết, Nga cho rằng ván cờ của Ukraine vào cuộc đột kích ở vùng Kursk đã thất bại khi Kiev liên tục hứng chịu tổn thất. Trong báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh ở tỉnh Kursk hôm 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở mặt trận biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Novoivanovka. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, trong đó đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Kolmakov, Nikniklin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Chekasskaya Konopenka và Chekaskoye Poreknoye. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương tại Kursk. Đồng thời, không quân Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine tại khu vực Sumy, nơi Kiev đã triển khai quân vào lãnh thổ Nga. Trong ngày, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine ở Kursk lên tới hơn 260 quân nhân, 16 xe bọc thép bao gồm 2 xe tăng. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở khu vực biên giới Kursk vào đầu tháng 8, thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 25.420 quân nhân, 169 xe tăng, 84 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân cùng 977 xe chiến đấu bọc thép, 664 xe cơ giới khác, 216 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat có biệt danh Ais Hades nói với hãng tin TASS của Nga rằng nhóm quan sát tiền phương FOG của công ty quân sự tư nhân Mỹ PMC đã rút lực lượng khỏi khu vực Kursk trong tuần đầu tiên của cuộc chiến ở mặt trận này, sau đó đưa một số lực lượng nhỏ trở lại. Ais nói trong tuần đầu tiên của cuộc chiến ở Kursk, nhóm quan sát tiền phương đã rút toàn bộ lính đánh thuê khỏi đây vì kế hoạch tấn công chớp nhoáng đã thất bại. Người Ba Lan, người Georgia, họ ở đây như một phần của quân đoàn nước ngoài của Ukraine, mặc dù mọi thứ cũng không mấy suôn sẻ đối với họ. Vị chỉ huy cũng lưu ý rằng các đơn vị lính đánh thuê của Ukraine không hoạt động như các nhóm tấn công mà hoạt động như các đội pháo kích, các nhóm phá hoại và trinh sát và lính bắn tỉa. Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat tiết lộ, trước hết những người nước ngoài không hành động như những người lính xung kích, họ thực hiện các chức năng của các nhóm phá hoại và trinh sát, lính bắn tỉa, các đội càn quét, các đội bắn phá, những người nước ngoài không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Chính người Ukraine là những người cố tình được triển khai để tấn công, còn các chiến binh nước ngoài được bố trí ở một nơi nào đó xa hơn. Trong cuộc phỏng vấn với TASS, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố ván cờ Kursk của chính quyền Kiev càng khiến triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên xa vời. Ông Nebenzia nói, chắc chắn nhiều quốc gia sau khi lắng nghe các lập luận và giải thích của chúng tôi nhận ra rằng ván cờ Kursk chỉ làm xa rời triển vọng giải quyết hòa bình. Hơn nữa, bằng cách xâm nhập lãnh thổ Nga, vốn được tất cả các quốc gia trên thế giới công nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh với phần lớn thế giới bản chất gây hấn của họ, điều mà chúng tôi đã cảnh báo trong nhiều năm. Nga nhiều lần tuyên bố ván cờ của Ukraine vào Kursk đã thất bại. Nhà phân tích quân sự Emin Kasehemin tại Phần Lan nói với Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất trước đây, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km2 ở Kursk. Hiện tại, Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km2, điều đó có nghĩa là Nga đã thành công trong các cuộc phản công. Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Theo kênh Riba tại Kursk, đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực mà đội hình Kiev đang cố gắng trụ lại trong lãnh thổ Nga. Ở quận Gluskovo, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong ngày qua, với giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận làng Noviput. RFAF đang dọn sạch lãnh thổ đã được kiểm soát trước đó, đẩy đội hình Kiev về phía nam, hướng tới Sumy, nằm bên kia biên giới. lực lượng Moscow tiếp tục nổ súng vào các vị trí của AFU trong lãnh thổ đối phương. Tại Pavlovka, một nhóm bộ binh Ukraine đã bị máy bay không người lái tấn công. Tại quận Korenevo, lực lượng Kiev bị bao vây một phần ở khu vực Tonsiluk, đang cố gắng đột phá dọc theo tuyến Zeleny-Sliak-Nikniklin. Trong khi đó, ở phía Bắc, AFU đột phá bằng xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vào Novoivanovka và phát triển dọc phố trung tâm. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng những vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất ở Kursk. Theo kênh SGS, lực lượng Kiev đã tung lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 mạnh nhất được trang bị xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào tham chiến ở Novoivanovka để phá vỡ vòng vây của Nga trong mũi nhọn phía Bắc, mở đường máu cho các đơn vị bạn rút lui. Ở quận Suza, cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu đã cho phép làm rõ cấu hình của tiền tuyến gần Chekatskoye-Porechnoye, nơi một cuộc tấn công bằng UAV đã được thực hiện vào vị trí AFU. Trong trung tâm thành phố hiện do Kiev chiếm giữ, UAV Nga đã tấn công một đội pháo binh đối phương ở Zazulevka và UAV Inokodes Orion đã tấn công vị trí của hệ thống tác chiến điện từ Nota được ngụy trang trong vành đai rừng ở ngoại ô Zaolesanka. Ngoài ra, tại khu vực làng Kolmakov, quân nhân của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 RFAF đã phá hủy một robot đối phương đang chạy trên con đường dẫn đến Makhnovka. Thông tin từ báo VOV cho biết, với lợi thế áp đảo về quân lực và vũ khí, trong thời gian gần đây, Nga dường như đang tăng cường sử dụng chiến thuật máy xay thịt tại mặt trận miền đông Ukraine nhằm mở rộng thêm thành quả quân sự trước khi nhiệt độ xuống mức âm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến thuật này sẽ khó được duy trì lâu dài vì nhiều lý do. Trong những tháng gần đây, các cuộc đụng độ tiếp tục gia tăng tại khu vực Donbass thuộc miền đông Ukraine, trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực mở rộng thành quả quân sự trước khi mùa đông tới, có thể với một mục tiêu là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định tương lai ấy có nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu đắc cử, đưa cuộc chiến đến hồi kết chỉ trong một ngày. Điều này cũng có thể là đồng nghĩa với việc Kiev sẽ buộc phải nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt giao tranh. Các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là một trong những động cơ thúc đẩy cuộc tấn công Kursk của Ukraine bên trong nước Nga hồi đầu tháng 8, vì phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát có thể trở thành một con bài mặc cả có giá trị trong các cuộc đàm phán. Thế áp đảo và quân lực vũ khí trên tiền tuyến gợi nhớ đến chiến thuật máy xay thịt thường xuất hiện trong các chiến dịch quân sự trước đây của Nga và Liên Xô. Đúng như cái tên, chiến thuật này sử dụng số lượng lớn binh sĩ và cường độ tấn công cao nhằm đánh bật đối phương khỏi chiến trường. Ở mặt trận Kursk, nơi giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt, cả hai bên đều huy động số lượng lớn binh sĩ. Đầu tháng 10, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết đã tăng thêm 50.000 quân cho mặt trận Kursk so với vài ngàn quân Ukraine đang cầm cự tại đây. Chính phủ Nga đã công bố kế hoạch chi 133,8 tỷ bảng Anh cho an ninh và quốc phòng quốc gia vào năm 2025, tương đương với 41% chi tiêu hàng năm của chính phủ. Điện Kremlin cũng nâng độ tuổi nhập ngũ lên 30, đồng thời mở rộng quy mô quân đội chạm mốc 2,4 triệu người, đưa quân đội Nga trở thành quân đội lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn lo ngại rằng quy mô quân đội được mở rộng trong thời gian ngắn, khó đảm bảo chất lượng binh sĩ và khả năng thích ứng của họ khi được tung ra chiến trường. Bên cạnh đó, các đội hình lớn cũng dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các thiết bị tấn công từ xa. Trong tình trạng dòng chảy viện trợ từ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt, Kiev vẫn tìm cách cải tiến các loại vũ khí hiện có nhằm nâng cao khả năng tấn công đối phương, cụ thể như các UAV dòng lửa có gắn bình chứa nhiệt nhôm mới được quân đội Kiev sử dụng trong thời gian gần đây. Theo Southfront, với việc bị tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích hàng ngày của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine không thể kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình theo nhiều hướng khác nhau. Đêm ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công kết hợp khác vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào các trung tâm hậu cần và các điểm triển khai quân đội Ukraine ở các khu vực phía đông. Một loạt các đòn không kích của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở thị trấn Pavlograd và Novomoskovsk thuộc vùng Dnepropetrovsk. Đây đều là những nút thắt hậu cần quan trọng cung cấp vật tư quân sự cho các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donbass và Kharkiv. Lực lượng dự bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công ở vùng biên giới Sumy, Vào ban đêm, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các điểm triển khai quân sự của Ukraine, các kho hậu cần ở Avdiivka và ở thành phố Sumy. Một trong những cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy kho đầu máy xe lửa của nhà ga Pokrovsk tại Donetsk. Hậu quả là một số cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực, làm tăng thêm thiệt hại. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhà kho trên để sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Đây là một yếu tố quan trọng trong chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass. Thiệt hại đối với máy móc và đầu máy xe lửa chở hàng sẽ khiến việc vận chuyển và sửa chữa thiết bị quân sự trở nên khó khăn. Điều này kết hợp với các cuộc không kích khác được cho là sẽ làm gián đoạn khả năng tiếp tế quân sự của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng chiến lược về quốc phòng của Ukraine theo hướng này đang trở nên sâu sắc hơn. Các lực lượng Nga đang nhanh chóng bao vây thành trì chính của Ukraine là Selidovo. Các trận chiến đã lan đến vùng ngoại ô phía tây của Selidovo. Sau khi bao vây thành trì này từ phía nam, quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt gần Visnevoe. Quân đội Nga cũng đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Selidovo, tiến đến con đường cuối cùng của Ukraine kiểm soát ở phía tây bắc. Vài ngày trước, lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào Selidovo, tiến vào các quận phía đông và phía bắc. Các nhóm tấn công của Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông thành trì. Tuy nhiên, việc tuyến phòng thủ chính của Ukraine dựa trên các nơi ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng cũng làm phức tạp thêm quá trình tiến quân của lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Selidovo được nhận định là rất giống với trận chiến gần đây tại pháo đài Ugledar. Sau khi thành công phá vỡ phòng tuyến của lực lượng đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công trên đường phố ở phía đông, lực lượng Nga tiến hành bao vây Selidovo và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở phía tây. Xét đến chiến thắng nhanh chóng của Nga tại Ugledar, các đơn vị đồn trú của Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát Selidovo trong thời gian dài. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine chắc chắn sẽ lệnh cho quân đội phải bám trụ ở thành trì này càng lâu càng tốt, nhưng sau đó có thể sẽ cố gắng trốn thoát về phía Tây dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Theo thông tin từ báo Dân trí, quân đội Nga xuất kích máy bay ném bom tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk để gây tổn thất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy cứ điểm của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk. Cuộc tấn công được tiến hành bằng bom thả từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công cứ điểm và quân nhân Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy, kíp lái đã trở về sân bay an toàn. Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng xác nhận phá hủy xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái ở Kursk. Xe bọc thép chở quân Stryker hạng nhẹ được thiết kế để đưa bộ binh ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực cho các binh lính, hoàn thành các mục tiêu chiến đấu và hỗ trợ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Dardiino, Zelenislyak, Nizhniklin, Novoivanovka, Plekovo và Sverlikovo. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Plekovo và Pokrovsky, ngăn chặn ba cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zelenislyak. Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công, hạ gục các nhóm quân nhân thiết bị của Ukraine tại Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung quân của Ukraine tại vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 13 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 1 chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép cùng 3 khẩu pháo, 6 xe, một hệ thống tác chiến điện tử. Phía Nga tuyên bố một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 989 xe chiến đấu bọc thép, 681 phương tiện, 224 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Nhà phân tích quân sự Emin Kastehenmi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km vuông tại Kursk. Hiện tại, chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km², điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amhat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 23 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh cùng 70 chiến binh Hezbollah ở miền nam Libanon chỉ trong vòng 48 giờ qua. Hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Israel cho hay binh sĩ Israel vẫn đang tiếp tục tiến hành những đợt đột kích bất ngờ nhằm vào các cơ sở hạ tầng cùng các tay súng Hezbollah ở miền nam Libanon. Trong hơn một ngày qua, các lực lượng trên bộ và trên không của Israel đã tiêu diệt khoảng 70 chiến binh Hezbollah. Trước khi thực hiện các vụ tấn công, quân đội Israel đã mở rộng cảnh báo sơ tán tới một vài khu vực lân cận thành phố cảng Tideh và yêu cầu người dân di chuyển ra ngoài thành phố, theo hướng Bắc. Trước đó một ngày, quân đội Israel đã lên tiếng xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Safieddine, nhân vật nằm trong nhóm được cân nhắc kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Israel vào tháng trước. Đây là lần thứ 3 Israel tuyên bố đã sát hại được ông Safieddine. 3 tuần trước, Israel lần đầu khẳng định ông Safieddine thiệt mạng trong một vụ không kích ở khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Đến đầu tháng 10, Israel lại ra thông báo rằng ông Safieddine có lẽ đã bị tiêu diệt. Hiện phía Hezbollah chưa có bất kỳ phản ứng nào liên quan đến tuyên bố mới nhất của Israel. Được biết, ông Safieddine là họ hàng của thủ lĩnh tối cao Nasrallah. Ông được bầu vào hội đồng Jihad phụ trách các chiến dịch quân sự của Hezbollah và được chỉ định giám sát tài chính và quản lý trong lực lượng. Trong một năm qua, kể từ khi giao tranh với Israel bùng phát, ông Safieddine còn đảm nhiệm vai trò phát ngôn của lực lượng Hezbollah, đồng thời tham gia vào các sự kiện mà thủ lĩnh tối cao Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Ngoài nhân vật trên, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt ông Khalil Mohammad Amhat, thành viên của đơn vị 127 của lực lượng Hezbollah, chịu trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel. Quân đội Israel cho biết ông Amhat bị hạ sát trong đợt không kích của Israel vào quận Hemen, phía bắc Libanon. Ông Amhat được quân đội Israel mô tả là kho kiến thức trung tâm của đơn vị 127. Thông tin từ báo VOV cho biết quân đội Nga đang tấn công như vũ bão vào 4 thị trấn ở phía đông Ukraine giữa bối cảnh Moscow cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Reuters dẫn các blogger ủng hộ Nga cho hay. Các lực lượng của Nga đang giao tranh với quân đội Ukraine ở các thị trấn ở phía đông gồm Selidovo, Henik, Kurakove và Torres. Yuri Podolnyaka, một blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết các lực lượng của Moscow đang tấn công Henik từ một số hướng và giao tranh ở trung tâm thị trấn. Podolnyaka cũng tiết lộ giao tranh đang diễn ra ở các khu vực ngoại ô Kurakove và Selidovo. Podolnyaka cho hay diễn biến tại khu vực này trên tiền tuyến đang diễn ra nhanh chóng. Các lực lượng của Nga đã tiến công trong tháng 9 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022, theo dữ liệu nguồn mở, bất chấp việc Ukraine tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào Kursk và chiếm một số vùng lãnh thổ tại đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đã cố gắng tấn công vào nhiều địa điểm dọc tiền tuyến, nhưng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công này. Bộ này cho hay, theo hướng Pokrovsk, các lực lượng của Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi các vị trí ở Miroliubivka, Promin, Lisivka và Selidove. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi 56 cuộc tấn công. Trọng tâm lớn nhất trong các cuộc tấn công của đối phương là gần Selidove. Theo hướng Kurakove, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 47 cuộc tấn công gần Hinik, Novotmichivka, Hoche, Katerinivka và Antonivka, những nơi mà đối phương cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi. Theo báo VTC News đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF cho biết máy bay chiến đấu của nước này oanh tạc một số địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah tại Beirut. Các cơ sở của Hezbollah được bố trí trong tòa nhà dân sự ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, được gọi là Dahye, vừa bị tấn công. Trước khi cuộc không kích diễn ra, IDF cũng ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân sống gần những tòa nhà này. Hôm 21 tháng 10, Israel cũng thực hiện vụ tấn công khác nhằm vào thủ đô Syria và tuyên bố hạ sát chỉ huy tài chính của Hezbollah. Theo Reuters, có ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Syria thông báo sự tử vong của 2 người trong cùng một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một chiếc ô tô ở Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo một cuộc không kích nhằm vào người đàn ông không phải là người Syria đang lái xe ở khu vực diễn ra lễ tưởng niệm thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel hạ sát vào tuần trước tại Gaza. Quân đội Israel nhận trách nhiệm, nói rằng cuộc tấn công nhằm tiêu diệt người đứng đầu đơn vị tài chính của Hezbollah. Thông tin từ báo Vietnamnet, quân đội Nga cho biết pháo binh nước này với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV đã phá hủy một kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Chasiv Yar. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của lữ đoàn VOV thuộc cụm quân phía Nam Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nói rằng các UAV trong biên chế đơn vị này thông qua việc theo dõi hướng di chuyển của khí tài Ukraine đã phát hiện nơi đối phương đặt kho đạn gần Chasiv Yar. Thông cáo viết, UAV phát hiện nơi đối phương trú ẩn tại một cánh rừng thuộc phía bắc thành phố Chasiv Yar. Sau đó, quyết định tấn công được đưa ra. Các đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn VOV đã nã đạn vào vị trí trên và lửa bắt đầu bốc lên. Chỉ vài phút sau, hàng loạt vụ nổ xảy ra. Đoạn video được TASS đăng tải sau đó cho thấy UAV trinh sát Nga đã theo dõi một chiếc xe tải của quân Ukraine di chuyển và trú ẩn tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Sau đòn pháo kích của quân Nga vào nơi chiếc xe tải trú ẩn, một loạt vụ nổ thứ cấp đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 10 cho biết lực lượng hàng không không quân của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái USV do Ukraine thực hiện ở Biển Đen nhằm vào bán đảo Crimea. Hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không không quân thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 USV của Ukraine đang trong hành trình tiến tới bán đảo Crimea. Kênh Military Summary đưa tin giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến gia tăng. Quân đội Nga IDF-AF dường như đang dồn sức tấn công tổng lực nhằm giành được thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Sau khi Ugledar thất thủ, cuộc tấn công tiếp theo đang được thực hiện, Moscow tiến hành theo hướng Nam Donetsk. Ở phía đông Kurakove, IDF-AF chỉ còn cách thị trấn khoảng 1,5 km sau các cuộc tấn công gần nhất. Gần đó, lực lượng Kiev ở Kinnik và Selidovo đang bị tập kích dữ dội. Theo một nguồn tin Ukraine, đối phương hiện kiểm soát 60% thị trấn Kinnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo hướng sông Oskin ở Kupiansk, ngôi làng Novosadov đã được kiểm soát hoàn toàn. Ở Kursk, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy một cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng Selionetsylek. Tại Selidovo, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công từ mọi hướng. Tình hình hậu cần khó khăn có thể khiến quân đội Ukraine AFU phải rút khỏi thị trấn. Hiện đối phương đang đe dọa 2 tuyến đường còn lại vào thị trấn. Kênh Dirovka nêu chi tiết tình hình nguy ngập của AFU trong khu vực Selidovo. Cụ thể, bằng các hành động bên sườn, Nga đã thực sự tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Kiev đồn trú và không cho phép đối phương tăng viện hoặc thay quân. Ukraine chỉ còn lại một dải đất hẹp dài 2,5 km, gồm đồng ruộng và đồn điền, vẫn có thể vận chuyển hàng hóa qua đó. Tuy nhiên, việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đơn vị tại Selidovo đơn giản là không thực tế, và FPV của Nga sẽ giám sát và khống chế hành lang này. Theo kênh Avivoenkori, trong ngày thứ 3 của cuộc tấn công vào Selidovo, một trong những thành trì trọng điểm của cụm phòng thủ Pokrovsk, RFAF đã đến ngã ba đường cao tốc E50. Họ tiếp tục phát triển để sau đó ngăn chặn đối phương. Tuyến đường thực sự là cơ hội cuối cùng của AFU để thoát khỏi vòng vây. Bản thân con đường nằm trong sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của Nga. Ngay cả khi lực lượng Kiev cố gắng phá vây thì những cơn mưa hỏa lực dữ dội sẽ chờ đợi họ ở lối ra. Tại trung tâm thành phố, RFAF phát triển từ 3 hướng. Ở phía bắc, họ tấn công tại khu công nghiệp, còn ở phía đông, mũi xung kích đang chiếm lĩnh các tòa nhà cao tầng. Kênh Riba cho biết Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở của AFU ở một số khu vực của Ukraine. Theo một số báo cáo, tại Sumy, một kho đạn dược hóa học đã bị tấn công và tại Donetsk, UAV Nga gây thiệt hại cho một căn cứ sửa chữa thiết bị hạng nhẹ của đối phương. Đến lượt mình, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu định cư của Nga với 2 nhà máy sản xuất rượu ở Tula và một doanh nghiệp tương tự ở Tampov bị tập kích. Tất cả các đám cháy xảy ra sau đó đã được dập tắt. Theo hướng Liban, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chính thức kiểm soát Novosadove. Điều này cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tấn công về hướng Tenove. Về phía Pokrovsk, tình hình của AFU tại Selidovo đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày vì đối phương đang tiến lên từ nhiều hướng. Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã đẩy lùi AFU khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam Antonivka, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Katerinovka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 22 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận có 122 cuộc giao tranh đã diễn ra. Nga đã thực hiện 70 cuộc không kích và sử dụng 718 UAV. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã chặn đứng các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Vremovsky, Odekhov và Dnipro. Nga tiếp tục thực hiện những nỗ lực chính theo hướng Pokrovsk. Tại đây, trong vòng 24 giờ, họ đã tấn công các vị trí của chúng tôi 40 lần. Tại Kudakove, 35 đợt xung phong của đối phương đã được ghi nhận. Quân phòng thủ của chúng tôi đã chặn được 21 cuộc trong số đó. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở 14 địa điểm, báo cáo viết. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, khoảng nửa đêm ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng UAV vào Ukraine. Vào lúc 23 giờ 27 phút, máy bay không người lái đã xuất hiện ở Biển Đen theo hướng Nam. Từ 00 giờ 11 phút đến 2 giờ 49 phút ngày 23 tháng 10, các nhóm UAV tấn công của Nga được xác nhận đã di chuyển ở Nikolaev, Odessa, Vinnytsia, Sumy, Khmelnytsky, Poltava, Chernihiv, Kharkov, Mykolaiv, Ternopil và Cherkasy. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, cho biết vào ngày 22 tháng 10, lực lượng Moscow đã chiếm ngôi làng Novosadovo ở khu vực Donetsk, nằm trên biên giới hành chính giữa Donetsk và Luhansk. Báo cáo viết, theo Wikipedia, tính đến năm 2018, Novosadove không có cư dân thường trú. Ngôi làng đã bị Nga chiếm giữ trong thời kỳ đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhưng đã được lực lượng Kiev giành lại vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Đối phương cũng tiến vào làng Krupliakovsky gần Kupiansk thuộc vùng Kharkov hướng về phía sông Oskol. Họ đã tiến gần Bogoyavlenka tại quận Volnovakha, Zorianoye và Selidovo trên hướng Pokrovsk và Novomichovka thuộc mặt trận Kramatorsk đều thuộc vùng Donetsk. Financial Times đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga chấm dứt các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng và tàu chở hàng của Ukraine có thể mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông cho hay, khi nói đến năng lượng và tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về những vấn đề này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Zelensky cũng nói thêm rằng nếu Moscow và Kiev đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, đây sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hạ nhiệt xung đột. Tổng thống Ukraine nói, chúng tôi đã thấy trong một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình rằng có thể đưa ra quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Liệu điều này có thể dẫn đến kết thúc giai đoạn nóng nhất của cuộc chiến hay không? Tôi nghĩ là có. Cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh Valery Zaluzny trên mạng xã hội cho biết nhóm phi công thứ 3 của không quân Ukraine đã hoàn thành khóa đào tạo tại Anh. Ông Zaluzny nói, một lần nữa tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Anh vì đã tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Nhờ có Vương quốc Anh, chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn tất cả các thành viên đã đào tạo phi công của chúng tôi. Tôi hy vọng họ đã chuẩn bị tốt và các giảng viên không thất vọng. Đại sứ nói thêm rằng, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết quân đội Nga đã bắn 260 quả pháo và thả 68 quả bom trên không ở tỉnh Kursk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 22 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích vào tỉnh Kursk, thả 68 quả bom trên không và bắn 260 quả pháo. Theo cơ quan này, tình hình ở mặt trận rất khó khăn. Nga đã tận dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, liên tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một diễn biến mới, không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng gần 60 máy bay không người lái từ Kursk, Yeisk và Primorsko-Ataks vào Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết 42 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ tại Sumy. Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson và Kharkiv. Ngoài ra, 10 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, một chiếc hướng về Belarus, 3 chiếc trở về lãnh thổ Nga và một chiếc vẫn ở trong không phận Ukraine. Theo VTV Online đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel gần bệnh viện Rafik Hariri ở phía nam của thủ đô Beirut, Liban hôm 21 tháng 10. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Theo Bộ Y tế Liban, đây là cơ sở y tế công cộng lớn nhất của nước này, nằm cách trung tâm thành phố Beirut vài km. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 m khỏi một số địa điểm nhất định tại Dahye, bao gồm cả bến tàu ở Uzaye, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Uzaye bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Chỉ 2 giờ trước đó, quân đội Israel thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Haret Horika ở Dahye. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban vào đầu tháng 10 này. Đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban kể từ ngày 1 tháng 10, có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố, cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, trong 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahye phía nam thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 21 tháng 10. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng ở nước này. Hơn 1 triệu người dân đã phải sơ tán, với hàng nghìn người vượt biên giới sang nước láng giềng Syria. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Israel đã xác nhận Hassan Safieddine đã bị tiêu diệt, nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực Nam Beirut của Liban. Theo phía Israel, Safieddine bị sát hại trong một cuộc tấn công 3 tuần trước tại khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên Israel chính thức xác nhận hạ sát nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Trước đó, Israel chỉ tuyên bố rằng Safieddine có thể đã bị tiêu diệt. Hãng tin Reuters cho biết Safieddine, một người họ hàng của Nasrallah, là thành viên của Hội đồng Thánh chiến, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Hezbollah. Safieddine cũng tham gia vào Hội đồng điều hành, quản lý các vấn đề tài chính và hành chính của tổ chức. Trong năm qua, nhân vật này đóng vai trò nổi bật, đại diện cho Hezbollah trong các sự kiện mà thủ lĩnh Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Sự xác nhận của Israel về việc hạ sát Safieddine diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang gây áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm tận dụng việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để giải phóng các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và kết thúc chiến tranh ở Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Safieddine vào danh sách khủng bố vào năm 2017, và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa leo thang xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị hạ sát. Kênh Riba cho biết, sau khi chiếm Ugledar, RFAF tiến tới Bogoyavlenka. Ở sườn phía Bắc, họ tiến đến trung tâm Katerinovka, đánh bật đối phương từ phía đông ngôi làng. Trận chiến giành Katerinovka bắt đầu vào đầu tháng 10, khi các nhóm xung kích Nga giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông nam ngôi làng, trong khu vực Zoya Kosmodemianskaya. Đến ngày 18 tháng 10, lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát trong làng, đánh bật đối phương khỏi các vị trí trên đường Shevchenko, Mira và Sadovaya. Đến ngày 21 tháng 10, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông khu định cư. Giao tranh đang diễn ra tại khu vực trường học, nơi được lực lượng Kiev sử dụng làm thành trì. Ở phía nam ngôi làng, RFAF đã thiết lập quyền kiểm soát tàn tích của một khu liên hợp nông nghiệp, nơi một đơn vị khác của Ukraine đóng quân. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tấn công vào các vị trí đối phương đã được xác định ở làng Antonovka liền kề. Việc kiểm soát Katerinovka sẽ tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào ngôi làng này, cần thiết để vượt qua trung tâm phòng thủ lớn của AFU ở phía Tây Bắc, bao trùm vùng ngoại ô phía đông Ilyinka. Phía Bắc Ugledar, lực lượng Moscow đang xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương trên đường tiếp cận Bogoyavlenka. Máy bay Nga cung cấp hỗ trợ cho các đơn vị tiến công, đột phá các điểm triển khai tạm thời và cơ sở hạ tầng ở hậu phương của AFU. Lính xung kích Nga đã đạt được thành công lớn nhất trong khu vực khe núi Irianaya. Kể từ ngày 13 tháng 10, tại khu vực này, lực lượng Moscow đã dọn sạch trục cung cấp khí của mỏ Yudno-Donbaskaya số 3, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát trên thành trì của đối phương ở xung quanh. Về phía Tây, RFAF tiến dọc theo vành đai rừng phía đông bắc khe núi Berest-Tovaya, san bằng chiến tuyến ở phía nam Bogoyavlenka. Ở vùng lân cận Zolotaya-Niva, lực lượng Moscow đã đánh bật các đơn vị đối phương khỏi các vị trí trong khu vực đường cao tốc S050441. Việc kiểm soát khu vực này cho phép tổ chức kết nối trực tiếp với Novodonetsk lân cận và đơn giản hóa việc cung cấp cho các đơn vị RFAF. UAV và pháo binh Nga cũng tấn công các mục tiêu ở khu vực hậu phương của lực lượng Kiev, đánh vào những nơi tập trung quân nhân và xe bọc thép. Do đó, ở phía nam Chudovoi, máy bay không người lái FPV và đạn pháo có điều khiển Krasnopol đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Ukraine. Theo báo Dân trí, trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk, hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Siliak và Nikolayevo Darino. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zeleny Siliak, Nizhny Klin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Sverdlikovo và Cherkaskaya Konopenka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử Nota của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 22 tháng 10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói dân thường bị giam giữ tại sút già và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh là Kresh nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới. Binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc Nga và Ukraine đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hạ nhiệt xung đột. Trả lời phóng viên, ông Zelensky cho biết khi nói đến năng lượng và quyền tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về điểm này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã thấy trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên rằng có thể có một quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Liệu việc này có thể giúp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột không? Tôi nghĩ là có. Ukraine đã chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện đã làm giảm gần một nửa sản lượng điện của nước này. Hiện Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu năng lượng từ các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky nói rằng ông mong đợi phản ứng tích cực hơn từ cuộc bầu cử Mỹ, không phải vì sẽ có một tổng thống mới, mà vì hiện tại trọng tâm của Mỹ là các cuộc bầu cử, và tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến bất kỳ tuyên bố gay gắt nào trở nên thách thức. Họ không muốn có thêm rủi ro. Nhà lãnh đạo Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận cho cuộc xung đột. Vì ông Donald Trump, người tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ngay trong ngày đầu tiên, có thể trở lại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Tổng thống Zelensky phủ nhận việc từng thảo luận với các nước phương Tây về thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình. Theo đó, Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để đổi lấy việc từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện do Nga nắm giữ. Ông nói, rõ ràng là một số đối tác có thể nghĩ đến điều đó, nhưng họ không truyền đạt trực tiếp điều này thông qua tôi, mà thông qua phương tiện truyền thông. Trong mọi cuộc thảo luận, chúng tôi đều nêu vấn đề đảm bảo an ninh, bao gồm cả gia nhập NATO. Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow từ chối tham gia hội nghị. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh trên toàn bộ chiến tuyến gia tăng. Quân đội Nga RFAF dường như đang dồn sức tấn công tổng lực nhằm giành được thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Sau khi Ugledar thất thủ, cuộc tấn công tiếp theo đang được thực hiện, Moscow tiến hành theo hướng nam Donetsk. Ở phía đông Kudakove, RFAF chỉ còn cách thị trấn khoảng 1,5 km sau các cuộc tấn công gần nhất. Gần đó, lực lượng Kiev ở Kiev và Selidovo đang bị tập kích dữ dội. Theo một nguồn tin Ukraine, đối phương hiện kiểm soát 60% thị trấn Kinnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo hướng sông Oskin ở Kupiansk, ngôi làng Novosadov đã được kiểm soát hoàn toàn. Ở Kursk, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy một cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng Selionets-Lek. Tại Selidove, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công từ mọi hướng. Tình hình hậu cần khó khăn có thể khiến quân đội Ukraine AFU phải rút khỏi thị trấn. Hiện đối phương đang đe dọa hai tuyến đường còn lại vào thị trấn. Kênh Dirovka nêu chi tiết tình hình nguy ngập của AFU trong khu vực Selidovo. Cụ thể, bằng các hành động bên sườn, Nga đã thực sự tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Kiev đồn trú và không cho phép đối phương tăng viện hoặc thay quân. Ukraine chỉ còn lại một dải đất hẹp dài 2,5 km, gồm đồng ruộng và đồn điền, vẫn có thể vận chuyển hàng hóa qua đó. Tuy nhiên, việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đơn vị tại Selidovo đơn giản là không thực tế, và FPV của Nga sẽ giám sát và khống chế hành lang này. Theo kênh Avivoenkori, trong ngày thứ ba của cuộc tấn công vào Selidovo, một trong những thành trì trọng điểm của cụm phòng thủ Pokrovsk, RFAF đã đến ngã ba đường cao tốc E50. Họ tiếp tục phát triển để sau đó ngăn chặn đối phương. Tuyến đường thực sự là cơ hội cuối cùng của AFU để thoát khỏi vòng vây. Bản thân con đường nằm trong sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của Nga. Ngay cả khi lực lượng Kiev cố gắng phá vây thì những cơn mưa hỏa lực dữ dội sẽ chờ đợi họ ở lối ra. Tại trung tâm thành phố, RFAF phát triển từ ba hướng. Ở phía Bắc, họ tấn công tại khu công nghiệp, còn ở phía Đông, mũi xung kích đang chiếm lĩnh các tòa nhà cao tầng. Thông tin từ báo Vietnamnet, quân đội Nga cho biết pháo binh nước này với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV đã phá hủy một kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Chasiv Yar. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của lữ đoàn VOV thuộc cụm quân phía Nam Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nói rằng các UAV trong biên chế đơn vị này thông qua việc theo dõi hướng di chuyển của khí tài Ukraine đã phát hiện nơi đối phương đặt kho đạn gần Chasiv Yar. Thông cáo viết, UAV phát hiện nơi đối phương trú ẩn tại một cánh rừng thuộc phía bắc thành phố Chasiv Yar. Sau đó, quyết định tấn công được đưa ra. Các đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn VOV đã nã đạn vào vị trí trên và lửa bắt đầu bốc lên. Chỉ vài phút sau, hàng loạt vụ nổ xảy ra. Đoạn video được TASS đăng tải sau đó cho thấy UAV trinh sát Nga đã theo dõi một chiếc xe tải của quân Ukraine di chuyển và trú ẩn tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Sau đòn pháo kích của quân Nga vào nơi chiếc xe tải trú ẩn, một loạt vụ nổ thứ cấp đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 10 cho biết lực lượng hàng không không quân của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái USV do Ukraine thực hiện ở Biển Đen nhằm vào bán đảo Crimea. Hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không không quân thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 USV của Ukraine đang trong hành trình tiến tới bán đảo Crimea. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Ukraine vừa công bố đoạn video phá hủy hệ thống tác chiến điện tử của Nga bằng đạn GMLRS được phóng từ hệ thống HIMARS. Defense Express đưa tin quân đội Nga tiếp tục triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử EVK. Ngày 22 tháng 10, khi tiến hành các hoạt động trinh sát theo hướng Torres, Donetsk, Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 45 của lực lượng vũ trang Ukraine xác định được vị trí hệ thống tác chiến điện tử R-934B Sinitsa do quân đội Nga triển khai. Máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã ngay lập tức cập nhật tọa độ mục tiêu, điều chỉnh hỏa hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS trước khi thực hiện cuộc tấn công hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Hệ thống R-934B Sinitsa được kỹ sư Nga thiết kế để gây nhiễu sóng liên lạc vô tuyến VHF, hệ thống dẫn đường hàng không chiến thuật, cũng như các đường dây liên lạc vô tuyến cố định và di động trên mặt đất. Hệ thống có bán kính hoạt động lên đến 250 km và có thể triển khai chỉ trong 30 phút. Trong khi đó, GMLRS là một loại tên lửa đất đối đất được thiết kế để tấn công, vô hiệu hóa, chế áp và tiêu diệt các mục tiêu. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, đạn GMLRS được thiết kế để triển khai nhanh, mang lại đòn tấn công chính xác. GMLRS sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp với dẫn đường quán tính, nhờ đó tên lửa có thể bắn trục mục tiêu ở khoảng cách 80-150 km. Dòng đạn GMLRS hiện tại bao gồm 3 biến thể dã chiến: đạn thông thường cải tiến mục đích kép, gọi tắt là DPICM, đầu đạn thay thế AVK cho các mục tiêu trong khu vực, và biến thể đầu đạn đơn được trang bị một loại thuốc nổ cao cấp. Bệ phóng chính cho các loại tên lửa này là hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và M142 HIMARS. Kênh T3 đưa tin, trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công của AFU vào con đường xanh, phá hủy một số thiết bị và hơn 10 binh sĩ đối phương. Ở quận Suza, kẻ thù đã thực hiện những nỗ lực không thành công để tiến vào khu vực Malaya, Lognia và Suza. Tại quận Gluskovo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Noviput, nơi AFU đã tổ chức phòng thủ dựa trên tuyến đường sắt. Thông tin xuất hiện cách đây một thời gian về việc ngôi làng thất thủ vẫn chưa được chính thức xác nhận. Ở quận Kodenevo, giao tranh cường độ cao trên tuyến Kremianoye, Novoivanovka, Nizhny Klin, các đội hình Kiev đã tấn công ở khu vực con đường xanh. Cùng lúc đó, tình hình ở các khu vực Tolstoyluk và Lyubimovka vẫn chìm trong sương mù chiến tranh. Một đoàn xe bọc thép AFU đã bị UAV Nga vây đánh, tiêu diệt ít nhất một xe tăng trong trận chiến, trong khi nhóm đổ bộ đường không Ukraine ở phía nam Greenpad đã bị pháo binh Nga loại bỏ. Tại quận Suza, AFU cũng đã cố gắng chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất trước đó, sử dụng các nhóm xung kích không có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 810 Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương ở khu vực Malaya Lognia và lính thủy đánh bộ từ Lữ đoàn Thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 155 đã ngăn chặn các nỗ lực tiến về phía đông bắc Suza của AFU. Trong ngày qua, các hệ thống phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái và 4 tên lửa của Ukraine trên bầu trời khu vực Kursk. Không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, quân đội Nga đã bắn 260 quả pháo và thả 68 quả bom trên không ở tỉnh Kursk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 22 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích vào tỉnh Kursk, thả 68 quả bom trên không và bắn 260 quả pháo. Theo cơ quan này, tình hình ở mặt trận rất khó khăn. Nga đã tận dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, liên tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một diễn biến mới, Không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 10, Nga đã phóng gần 60 máy bay không người lái từ Kursk, Yeisk và Primorsko Atas vào Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết 42 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ tại Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson và Kharkiv. Ngoài ra, 10 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, một chiếc hướng về Belarus, 3 chiếc trở về lãnh thổ Nga và một chiếc vẫn ở trong không phận Ukraine. Theo tạp chí Foreign Affairs, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng một chiến lược hiệu quả để tiến vào Ukraine, xóa sổ các khu vực phòng tuyến kiên cố quan trọng của Ukraine, nơi tổn thất về nhân lực của đối phương đang gia tăng nhanh chóng. ông Jack Watling, nghiên cứu viên cao cấp về chiến tranh trên bộ tại Viện Royal United Service, gọi tắt là RUSI, có trụ sở tại London nhận định, trong suốt mùa hè, Nga đã tạo ra được một số lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine, cho phép họ tiến chậm nhưng đều đặn qua các tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông Watling lý giải rằng, thông qua cách khai thác những thách thức về nhân lực của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, Nga đã dần đạt được những thành quả đáng kể trong vài tháng qua. Ông lưu ý vào nửa đầu tháng 10, lực lượng Nga đã thành công giành quyền kiểm soát Ugledar và đột nhập vào khu vực Donetsk. Cùng với việc kiểm soát các thị trấn quan trọng xung quanh thành trì Pokrovsk của Ukraine, những thành quả này cho thấy Nga đang thiết lập một chiến thuật hiệu quả để làm suy yếu khả năng giữ vững các vị trí của Ukraine. Theo nhà phân tích người Anh, lực lượng Ukraine đã bị kéo căng một cách nguy hiểm. Hiện tại họ phải triển khai quân trải dài trên một tiền tuyến, dài hơn 965 km, trong khi việc tuyển dụng và huấn luyện tân binh hiện không thể bù đắp được số thương vong ở các đơn vị tiền tuyến. Ông Watling nói thêm, hơn nữa nguồn cung cấp pháo binh, đạn dược, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đang cạn kiệt. Càng thiếu những loại thiết bị và vũ khí quan trọng này, họ càng phải phụ thuộc vào bộ binh để giữ vững mặt trận, dẫn đến sự gia tăng về thương vong. Theo ông, vấn đề là Ukraine hiện phải đối mặt với tình hình chiến trường đang xấu đi và sự trì trệ trong các nỗ lực ngoại giao giữa các đối tác trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nơi các ứng cử viên có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với cuộc xung đột. Trong khi đó, Reuters dẫn các dữ liệu nguồn mở cho biết, lực lượng Nga trong tháng 9 đã tiến quân với tốc độ nhanh chưa từng có kể từ tháng 3 năm 2022, bất chấp việc Ukraine phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới và giành quyền kiểm soát một số khu định cư thuộc vùng Kursk của Nga. Trọng tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trong những tháng gần đây là khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, nơi mà chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Trong những tuần gần đây, Nga đã bao vây các thị trấn ở vùng Donetsk và sau đó từ từ siết chặt vòng vây cho đến khi các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger quân sự, Nga cũng đang sử dụng chiến thuật tương tự với thành phố Selidovo ở Donetsk. Blogger quân sự nổi tiếng người Ukraine Yuri Podolyaka cho biết các cuộc giao tranh trên từng con phố đang diễn ra trong thành phố. Cuộc tấn công vào Selidovo đã gia tăng. Các blogger ủng hộ Nga khác cũng công bố video về cuộc pháo kích dữ dội vào Selidovo. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tình hình ở Selidovo. Mặt khác, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo vào cuối ngày 20 tháng 10 cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của Nga xung quanh một số thị trấn và làng mạc, bao gồm cả Selidovo. Báo cáo cho biết 4 trận giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực. Theo báo Dân trí, trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Siliak và Nikolayevo Darino. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zeleny Siliak, Nizhny Klin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Sverdlikovo và Cherkaskaya Konopenka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử Nota của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 22 tháng 10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói dân thường bị giam giữ tại sút già và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh là Kursk nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới. Binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo Dân trí cho biết, Nga cho rằng ván cờ của Ukraine vào cuộc đột kích ở vùng Kursk đã thất bại khi Kiev liên tục hứng chịu tổn thất. Trong báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh ở tỉnh Kursk hôm 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở mặt trận biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Novoivanovka. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, trong đó đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Kolmakov, Nikniklin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Chekasskaya Konopenka và Chekaskoye Poreknoye. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương tại Kursk. Đồng thời, không quân Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine tại khu vực Sumy, nơi Kiev đã triển khai quân vào lãnh thổ Nga. Trong ngày, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine ở Kursk lên tới hơn 260 quân nhân, 16 xe bọc thép bao gồm 2 xe tăng. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở khu vực biên giới Kursk vào đầu tháng 8, thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 25.420 quân nhân, 169 xe tăng, 84 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân cùng 977 xe chiến đấu bọc thép, 664 xe cơ giới khác, 216 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat có biệt danh Ais Hades nói với hãng tin TASS của Nga rằng nhóm quan sát tiền phương FOG của công ty quân sự tư nhân Mỹ PMC đã rút lực lượng khỏi khu vực Kursk trong tuần đầu tiên của cuộc chiến ở mặt trận này, sau đó đưa một số lực lượng nhỏ trở lại. Ais nói trong tuần đầu tiên của cuộc chiến ở Kursk, nhóm quan sát tiền phương đã rút toàn bộ lính đánh thuê khỏi đây vì kế hoạch tấn công chớp nhoáng đã thất bại. Người Ba Lan, người Georgia, họ ở đây như một phần của quân đoàn nước ngoài của Ukraine, mặc dù mọi thứ cũng không mấy suôn sẻ đối với họ. Vị chỉ huy cũng lưu ý rằng các đơn vị lính đánh thuê của Ukraine không hoạt động như các nhóm tấn công mà hoạt động như các đội pháo kích, các nhóm phá hoại và trinh sát và lính bắn tỉa. Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat tiết lộ, trước hết những người nước ngoài không hành động như những người lính xung kích, họ thực hiện các chức năng của các nhóm phá hoại và trinh sát, lính bắn tỉa, các đội càn quét, các đội bắn phá, những người nước ngoài không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Chính người Ukraine là những người cố tình được triển khai để tấn công, còn các chiến binh nước ngoài được bố trí ở một nơi nào đó xa hơn. Trong cuộc phỏng vấn với TASS, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố ván cờ Kursk của chính quyền Kiev càng khiến triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên xa vời. Ông Nebenzia nói, chắc chắn nhiều quốc gia sau khi lắng nghe các lập luận và giải thích của chúng tôi nhận ra rằng ván cờ Kursk chỉ làm xa rời triển vọng giải quyết hòa bình. Hơn nữa, bằng cách xâm nhập lãnh thổ Nga, vốn được tất cả các quốc gia trên thế giới công nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh với phần lớn thế giới bản chất gây hấn của họ, điều mà chúng tôi đã cảnh báo trong nhiều năm. Nga nhiều lần tuyên bố ván cờ của Ukraine vào Kursk đã thất bại. Nhà phân tích quân sự Emin Kasehemin tại Phần Lan nói với Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất trước đây, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km² ở Kursk. Hiện tại, Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km², điều đó có nghĩa là Nga đã thành công trong các cuộc phản công. Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Theo kênh Riba tại Kursk, đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực mà đội hình Kiev đang cố gắng trụ lại trong lãnh thổ Nga. Ở quận Gluskovo, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong ngày qua, với giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận làng Noviput. IDF đang dọn sạch lãnh thổ đã được kiểm soát trước đó, đẩy đội hình Kiev về phía nam, hướng tới Sumy, nằm bên kia biên giới. Lực lượng Moscow tiếp tục nổ súng vào các vị trí của AFU trong lãnh thổ đối phương. Tại Pavlovka, một nhóm bộ binh Ukraine đã bị máy bay không người lái tấn công. Tại quận Korenevo, lực lượng Kiev bị bao vây một phần ở khu vực Tonsiluk, đang cố gắng đột phá dọc theo tuyến Zeleny-Sliak-Nikniklin. Trong khi đó, ở phía Bắc, AFU đột phá bằng xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vào Novoivanovka và phát triển dọc phố trung tâm. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng những vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất ở Kursk. Theo kênh SGS, lực lượng Kiev đã tung lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 mạnh nhất được trang bị xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào tham chiến ở Novoivanovka để phá vỡ vòng vây của Nga trong mũi nhọn phía Bắc, mở đường máu cho các đơn vị bạn rút lui. Ở quận Suza, cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu đã cho phép làm rõ cấu hình của tiền tuyến gần Chekaskoye-Porechnoye, nơi một cuộc tấn công bằng UAV đã được thực hiện vào vị trí AFU. Trong trung tâm thành phố hiện do Kiev chiếm giữ, UAV Nga đã tấn công một đội pháo binh đối phương ở Zazulevka và UAV Inokodes Orion đã tấn công vị trí của hệ thống tác chiến điện từ Nota được ngụy trang trong vành đai rừng ở ngoại ô Zaolesanka. Ngoài ra, tại khu vực làng Kolmakov, quân nhân của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 RFAF đã phá hủy một robot đối phương đang chạy trên con đường dẫn đến Makhnovka. Thông tin từ báo VOV cho biết, với lợi thế áp đảo về quân lực và vũ khí, trong thời gian gần đây, Nga dường như đang tăng cường sử dụng chiến thuật máy xay thịt tại mặt trận miền đông Ukraine nhằm mở rộng thêm thành quả quân sự trước khi nhiệt độ xuống mức âm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến thuật này sẽ khó được duy trì lâu dài vì nhiều lý do. Trong những tháng gần đây, các cuộc đụng độ tiếp tục gia tăng tại khu vực Donbass thuộc miền đông Ukraine, trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực mở rộng thành quả quân sự trước khi mùa đông tới, có thể với một mục tiêu là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định tương lai ấy có nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu đắc cử, đưa cuộc chiến đến hồi kết chỉ trong một ngày. Điều này cũng có thể là đồng nghĩa với việc Kiev sẽ buộc phải nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt giao tranh. Các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là một trong những động cơ thúc đẩy cuộc tấn công Kursk của Ukraine bên trong nước Nga hồi đầu tháng 8, vì phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát có thể trở thành một con bài mặc cả có giá trị trong các cuộc đàm phán. Thế áp đảo và quân lực vũ khí trên tiền tuyến gợi nhớ đến chiến thuật máy xay thịt thường xuất hiện trong các chiến dịch quân sự trước đây của Nga và Liên Xô. Đúng như cái tên, chiến thuật này sử dụng số lượng lớn binh sĩ và cường độ tấn công cao nhằm đánh bật đối phương khỏi chiến trường. Ở mặt trận Kursk, nơi giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt, cả hai bên đều huy động số lượng lớn binh sĩ. Đầu tháng 10, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết đã tăng thêm 50.000 quân cho mặt trận Kursk so với vài ngàn quân Ukraine đang cầm cự tại đây. Chính phủ Nga đã công bố kế hoạch chi 133,8 tỷ bảng Anh cho an ninh và quốc phòng quốc gia vào năm 2025, tương đương với 41% chi tiêu hàng năm của chính phủ. Điện Kremlin cũng nâng độ tuổi nhập ngũ lên 30, đồng thời mở rộng quy mô quân đội chạm mốc 2,4 triệu người, đưa quân đội Nga trở thành quân đội lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn lo ngại rằng quy mô quân đội được mở rộng trong thời gian ngắn, khó đảm bảo chất lượng binh sĩ và khả năng thích ứng của họ khi được tung ra chiến trường. Bên cạnh đó, các đội hình lớn cũng dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các thiết bị tấn công từ xa. Trong tình trạng dòng chảy viện trợ từ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt, Kiev vẫn tìm cách cải tiến các loại vũ khí hiện có nhằm nâng cao khả năng tấn công đối phương, cụ thể như các UAV dòng lửa có gắn bình chứa nhiệt nhôm mới được quân đội Kiev sử dụng trong thời gian gần đây.